Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đến Quảng Tây Trung Quốc chiều ngày 27 tháng 2 tại thành phố Bắc Hải, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã hội kiến song phương với đồng chí Lưu Ninh, Bí thư khu ủy, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc. Phóng viên Văn Hương đi cùng đoàn đưa tin. Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang sang thăm và làm việc tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Đồng chí Lưu Ninh, Bí thư khu ủy, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh đã không ngừng được củng cố và tăng cường trên cơ sở các chuyến thăm lẫn nhau và thỏa thuận đã đạt được giữa hai phía. Đồng chí Lưu Ninh bày tỏ những kết quả phát triển mà Quảng Tây đạt được thời gian qua có một phần đóng góp không nhỏ từ mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa tỉnh Hà Giang và Quảng Tây. Đồng thời tin tưởng với sự quan tâm của chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân thì tình hữu nghị giữa hai bên sẽ ngày càng gắn bó, tạo động lực thúc đẩy giao lưu thương mại hai chiều ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả, mang lại sự thịnh vượng chung. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí cũng như những thông tin quan trọng mà đồng chí Lưu Ninh, Bí thư khu ủy, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã chia sẻ với đoàn công tác của tỉnh Hà Giang. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Hà Giang luôn chủ động thúc đẩy thực hiện những nội dung phối hợp đã thống nhất giữa hai bên cũng như giữa năm tỉnh, khu trong Ủy ban công tác liên hợp nhằm tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở mỗi bên. Nhất trí với các nội dung cần thúc đẩy phối hợp triển khai mà đồng chí Bí thư khu ủy đã đưa ra cho thời gian tới, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề xuất hai bên tiếp tục cùng quán triệt, thực hiện các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước Việt Nam Trung Quốc, đặc biệt là tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối ngoại hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023. Tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý biên giới, quán triệt thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, đẩy mạnh trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn lãnh đạo cấp cao hai bên, tổ chức giao lưu và bồi dưỡng các lớp ngắn hạn giữa các ban đảng, các huyện ủy, thành ủy, chính quyền và các ngành các cấp để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, cùng thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương tại lối mở, chợ biên giới, quan tâm triển khai hợp tác quản lý lao động qua biên giới, đáp ứng nhu cầu về lao động việc làm cho cư dân hai bên, chỉ đạo ngành quản lý du lịch hai bên nghiên cứu triển khai hợp tác du lịch qua biên giới. Các cơ quan của hai bên cần rà soát, đánh giá các nội dung đã ký kết về hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian qua, làm cơ sở mở rộng các chương trình hợp tác mới trong những năm tiếp theo.